Vâng, Trung tâm Điện máy Ngọc Mai xin lại được chào toàn thể các bác. Rất vui lại gặp lại các bác trong cái buổi video ngày hôm nay. Hôm nay thì bên trung tâm em sẽ giới thiệu tới các bác về cái bộ sản phẩm máy phun xương để phục vụ cho các bác vào cái dịp hè nắng nóng này. Các bác mà quan tâm sản phẩm vào xem video thì các bác nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông của bên em để nhận được những cái thông báo mới nhất mỗi khi mà bên em làm video giới thiệu về những cái dòng sản phẩm bên em đang phân phối. Trung tâm Điện máy Ngọc Mai chuyên phân phối xỉ lẻ toàn quốc máy xây dựng, máy cơ khí, dụng cụ đồ nghề, vật tư thay thế điện cơ, điện lạnh, mẫu mã rất là đa dạng, giá cả luôn luôn là yêu thương, cạnh tranh nhất thị trường. Và khi các bác đặt mua sản phẩm thì là bên em sẽ ship mô toàn quốc, ship tận cửa nhà, trao tận tay cho các bác, và các bác được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận hàng và thanh toán tiền, cho nên là các bác cứ yên tâm. Thì về cái đây mẫu máy phun xương này, hôm nay bên em sẽ giới thiệu chi tiết về cái dòng sản phẩm này. Về máy phun xương thì là bên em sẽ cung cấp đầy đủ cho các bác. Đây là thùng nguồn này. Đấy, đây là thùng nguồn đầu vào. Nguồn 24V này các bác ạ. Điện 220V và tần số 50 đến 60Hz các bác nhé. Đây là những chiếc nguồn. Còn đây là bơm ạ. Bơm đây các bác này. Em sẽ quay chi tiết cho các bác về cái thông số kỹ thuật của cái dòng bơm này. Bơm hàng chất lượng nhá. Bơm này là bơm hút sâu này các bác này. Bơm hút sâu. Đấy. Cho trên cái cân này. Cho trên cái cân ở trong kia đây là. Em sẽ cân đây, bỏ cái cân này đây. Em sẽ cân cho các bác và xem về cái cân của bơm này luôn. Đấy. Bao nhiêu cân ạ? Xấp xỉ 20 cân đấy các bác này. Sắp xỉ 2 cân, em xin lỗi, nói nhầm. 2 cân nhé các bác. Đấy. Bơm khá là nặng luôn. Hàng chất lượng. Đấy, bên em sẽ có 2 mẫu bơm cho các bác. Đây là bơm trắng này. Và có cả một cái mẫu bơm đen này nữa này các bác này. Đấy, có cả bơm đen. Các bác mà yêu cầu cái bơm nào thì là các bác liên hệ bên em. Còn về cái dòng máy phun xương này thì em sẽ hướng dẫn cho các bác cái cách lắp đặt luôn. Đấy. Cái này thì là sẽ có một nguồn nhá. Nguồn thì là các bác là đấu vào bơm rồi. Cái này thì là chắc là bác nào cũng biết. Các bác đấu nguồn vào bơm này. Cái phía này thì là dây cắm điện đây. Dây cắm điện và đây. Nguồn kết nối với bơm nhá. Thì còn về cái phần lắp đặt máy phun xương này. Thì đây nó sẽ là một cái đầu vào. Đầu vào thì là các bác sử dụng những cái đây, đây là những cái khớp nối đầu vào của máy này. Đây là đầu vào và đầu ra của máy. Các bác xoáy lại đây, xoáy lại như bên em vừa xoáy mẫu cho các bác này. Đây là có cái gen này thì là các bác xoáy lại. Đây em sẽ lấy cái mẫu này. Đấy. Về các bác mở cái lúc này ra. Xoáy đầu vào đầu ra thì là nó sẽ có cái gen đây. Là các bác xoáy lại nhá. Đấy các bác xoáy lại như thế này. Đấy. Đây. Đầu ra cũng vậy. Đầu ra các bác cũng xoáy như vậy. Đây cái xoáy vào nó sẽ như này. Đây là đầu vào thì là các bác sẽ kết nối với dây dẫn nhá. Dây này nó là dây TO. Cái dây này là dây phi 8. Dây phi 8 các bác nhé. Dây phi 8. Đây là đầu vào thì các bác sẽ xoáy kết nối vào máy ở đây. Và phía bên này là các bác nếu như mà nước của các bác mà nước sạch thì không cần. Nếu mà nước của các bác mà sử dụng cái nước, cái nguồn nước nó không được sạch ấy, thì là các bác phải thiết kế thêm một cái chõ nhá. Đây, chõ này các bác thiết kế vào đây. Đấy. Nếu mà nước bẩn là các bác phải thiết kế chõ thì nó mới không bị tắc nhá, không bị tắc bếp phun. Và đây là cái phía đầu ra này. Phía đầu ra thì các bác cũng kết nối qua cái ống dây TO này. Và sẽ qua những cái thân máy này. Đây là thân. Đây là thân và nó sẽ có lỗ để các bác xoáy xoáy bếp mà. Đây em sẽ xoáy cái bếp này. Đây là bếp. Đây là bếp phun xương này các bác này. Đây là những cái bếp phun xương. Còn đây là thân nhá. Thân máy đây. Và đây là những cái điểm dừng này. Đấy, đây là điểm dừng. Khi các bác kết nối với thân đây thì các bác sẽ xoáy bếp vào đây. Đấy, mỗi một cái thân này là các bác sẽ xoáy một cái bếp vào đây. Và các bác thiết kế độ dài là tùy theo nhé. Tùy theo cái địa hình của các bác. Đấy. Các bác có thể là thiết kế. Đây. Em có lắp mẫu cho các bác đây. Lắp mẫu để các bác tham khảo đấy. Các bác cần bao nhiêu bếp thì là các bác mỗi một bếp là các bác sẽ cần phải có một thân kết nối và xoáy bếp vào đây. Đấy, các bác cần bao nhiêu bếp thì là các bác sử dụng bấy nhiêu. Khi mà sử dụng hết bếp thì là các bác sẽ phải cần có một cái điểm dừng ở đây. Đấy. Thế là các bác đã lắp vào hoàn thiện một cái máy phun xương.
thì bên em sẽ cung cấp đầy đủ cho các bác nhé, cung cấp từ nguồn này, máy này và tất cả những cái phụ kiện bếp, thân và điểm dừng, chõ, vòi. Đây là những cái cuộn vòi ti ô đây ạ. Bên em sẽ cung cấp cho các bác đầy đủ hết. Khi về là các bác lắp đặt lại như thế này. Đấy. Hàng chất lượng nha các bác nhá, hàng chất lượng. Nếu mà các bác mà quan tâm đến cái sản phẩm này thì các bác cứ để lại cho em số điện thoại ngay dưới video này. Hoặc các bác có thể là alo trực tiếp cho em qua cái đầu số điện thoại 0378487818. Số điện thoại mà em để lại ngay dưới tiêu đề. Số đó bên em có cả Facebook và cả Zalo. Các bác muốn mua hàng các bác có thể là vào kết bạn Zalo với em để thuận tiện hơn trong việc mua hàng. Cũng như là khi các bác đặt mua sản phẩm thì vào đó em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác, để tránh những cái trường hợp khi hàng tới nơi bị sai mã sản phẩm thì rất khó cho cả người gửi và người nhận nhé. Còn về giá của sản phẩm thì em sẽ không công bố giá công khai, vì là bên em chuyên bán sỉ và lẻ, giá sỉ ngang với giá lẻ nên là rất khó cho các đại lý, nên là mong các bác thông cảm. Còn về cái dòng sản phẩm phun xương này thì các bác có thể là thiết kế lắp đặt để phun trên mái nhà. Đối với những cái mùa hè nắng nóng như thế này, các bác có thể là phun tưới nước lên mái nhà để cho nó mát, hoặc là các bác phun lên những cái cơ sở mà chuồng trại chăn nuôi ấy, cực kỳ là ok, hoặc là tưới cây cảnh các thứ, cực kỳ là ok luôn. Các bác quan tâm thì liên hệ với bên em nhé, thì bên em sẽ ship code toàn quốc. Bên em là luôn nhận là ship toàn quốc, ship COD, nhận hàng trả tiền, và các bác được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận hàng và thanh toán tiền, cho nên là các bác yên tâm. Và em cũng xin được kết thúc cái video của em tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau. Các bác nhớ đừng quên ấn vào đăng ký và ấn vào chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất tới đây ạ.